Xin chào mọi người. Vừa rồi mình có cái phát trực tuyến lúc 9:20. Cái phát trực tuyến đầu tới 2 tiếng đồng hồ. Thì giữa cái phát trực tuyến như vậy đó, mình có quảng cáo những cái người lừa đảo ở ngoài mạng xã hội. Để quảng cáo lại thêm chút xíu nữa là có một anh, một bạn đúng không? Hai mấy tuổi à? Nửa tuổi của mình lận, mình tới bốn mấy tuổi lận, 43 tuổi lận. Thì bạn lấy cái tên của kênh YouTube của mình, bạn mở ra một cái Telegram có 550 người tham gia. Ok, Telegram nó mang tên là Tiền Academy, Bitcoin, Ethereum và tư vấn. Bạn lấy cái tên, mình đã gây dựng cái kênh YouTube đó 3 năm mấy trời để cung cấp giá trị cho cộng đồng người Việt Nam. Thì anh ta làm một cái kênh Telegram như vậy, và anh ta đang rủ rê cộng đồng người Việt Nam đưa tiền cho anh ta đầu tư, lừa đảo bạn. Ok, thì có thể là anh ta lên cái phát trực tuyến của TikTok rồi anh ta báo cáo cái gì đó, rồi nó ngưng cái giữa cái phát trực tuyến của TikTok như vậy, nó đá mình ra không sao hết. Okay, những cái sự lừa đảo mình sẽ đem nó ra ánh sáng, và mình sẽ quảng cáo những cái nền tảng lừa đảo mang cái tên Tiền Academy tới khi nó đóng cửa thì thôi. Và nhớ, mỗi ngày như vậy mình làm một ngày mười mấy tiếng, một ngày mình cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam á, lúc mình ở văn lúc mình không có đi du lịch đúng không, một ngày tới tới mười mấy cái video lận ở trên mạng xã hội. Và chuẩn bị tới đây mình bỏ $1.000 ra mình rải cái nền tảng giả mạo đó ở ngoài xã hội, thì mình không nghĩ không bao giờ mà bạn có thể sống nổi trong cái thị trường giả mạo này hết, lừa đảo này hết, thì mình sẽ rửa bạn ra ngoài thị trường. Cái đó là một lời hứa. Thì nói là vừa rồi mình có làm một cái phát trực tuyến đầy đầy giá trị, nó nằm ở trên cái nền tảng ULove, cũng tên là Tiền Academy ở trên ULove. Nếu bạn muốn kiến thức, bạn thật sự muốn tự do tài chính, thì bạn lên bạn tham khảo những cái phát trực tuyến vừa rồi, 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ ở trên đó. Bạn muốn có tự do tài chính, nó đang nằm ở trên đó. Vậy thôi, tự do tài chính thì ai cũng muốn, nhưng chịu chịu khó để học hành thì bao nhiêu, xác suất bao nhiêu phần trăm con người muốn những thứ thế. Nếu bạn là một người chịu khó, bạn là một người muốn phát triển, bạn mệt mỏi với cuộc sống cơm áo gạo tiền, kêu ông nọ sếp, kêu ông kia sếp, đúng không? Xách đít người khác, xách giày của người khác, thì bạn mình khuyên bạn lên cái nền tảng Tiền Academy ở trên YouTube, coi những cái phát trực tuyến vừa rồi. Và đây là một gọi là một cái sự mình khuyên bạn như vậy á, là bạn chỉ có vài tháng để nhảy vô cái thị trường này thôi. Sau khi vài tháng thì nó là quá trễ. Cái cửa tự do tài chính nó sẽ đập vô trong mặt của bạn, và bạn sẽ gọi là sống trong một cái cuộc sống nghèo nàn tới khi bạn xuống cái lỗ nhỏ nhỏ của bạn thôi. Nó quan trọng tới thế. Thì nó là vậy. Thì riêng TikTok thì là mình sẽ không làm được phát trực tuyến tới tới cái ngày 22 lần. Thì tất cả những cái phát trực tuyến sẽ được nằm ở trên cái nền tảng ULove. Nó cũng mang tên Tiền Academy. Ngày mai cho tới cuối cái tuần này, thứ bảy chủ nhật là bạn mình làm luôn phát trực tuyến đầy đầy giá trị. Ở đây mình cung cấp nha chất xám của Bitcoin, mình cung cấp những thông tin rò rỉ trước khi một người KOL nào trong nước Việt Nam và ngoài nước Việt Nam nói về nó. Bởi vì một ngày mình làm tới mười mấy tiếng lận, một ngày bạn làm nửa tiếng, một tiếng làm gì qua mình được. Một ngày mình làm mười mấy tiếng, 20 tiếng. Ok, và đã làm cái vấn đề này 4 năm mấy trời. Và không chỉ vậy nữa, mình cung cấp tín hiệu cho cộng đồng người Việt Nam chốt đơn trong nước và ngoài nước. Mình đã cung cấp tín hiệu hơn 10 tháng. Xác suất lên tới 90-95%. Làm sao xác thực? Nó có một cái video hướng dẫn, coi cái video 16 phút đó. Trước khi gọi là ố, mày làm, mày xác suất cao như vậy, tại sao mình không có mua và bán gì mắc mới, mày nói những cái thứ này chứ? Cái mục tiêu vẫn vậy, cho những người nào chưa biết. Cái người nào va chạm cả năm này qua năm nọ thì rõ ràng mà nó biết mình muốn giúp 1 triệu người Việt Nam có được tự do tài chính
trong những cái năm tới đây, những cái tháng và năm tới đây. Thì đó là cái mục tiêu của mình. Có thể là những cái mình nói những cái vấn đề như vậy đó, có những cái người đầu óc nhỏ, đúng không? Đầu óc giống như hột cát. Hồi đó giờ người ta chỉ nghĩ cho chính bản thân của họ thôi. Chuyện người ta nói ủa mắc mới vậy mày muốn giúp mình chiều người chứ vậy? Nhưng cái đó là cái thứ mình muốn làm. Mình đã về hưu lúc 36 tuổi. Và mình đã cung cấp giá trị cho cộng đồng người Việt Nam hơn 3 năm trời. Cả ngàn cái video ở trên cái nền tảng YouLove mang tên là Tiền Academy. Bạn lên đó mà tham khảo. Năm nay mình được 40 mấy tuổi. Đã về hưu được 36 tuổi. Tại sao mình về hưu được? Bao nhiêu cái kiến thức? Bạn có thể học bao nhiêu năm đại học, bao nhiêu trải nghiệm cuộc đời. Mình đã trải nghiệm hết rồi. Mình ngồi đây với 40 mấy tuổi nhưng mà mình nghĩ mình là một cái thằng có thể là 5-60 tuổi, 70 tuổi rồi đó. Mình đã bước ra đường lúc 10 mấy tuổi. Mình đã đi chiến tranh. Mình đã thấy máu. Mình đã thấy người chết. Mình đã một năm mấy, 2 năm trời. Mình đã đi du lịch tới đâu cả 20 mấy, 30 nước. Nếu mà tính luôn những cái nước chiến tranh. Mình đã từng là một cái thằng bơn phở, làm bao nhiêu việc cho những công ty khác, rồi mở bao nhiêu công ty, rồi dẫn dắt một công ty tới triệu đô la, rồi sau đó về hưu. Thì cái đó là cái gọi là cái quá khứ ngắn của mình. Thì đó là vậy. Vậy thôi, mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư tiền điện tử Bitcoin hay nhất tại Việt Nam, trong nước và ngoài nước. Xin chào.